Zalo xin mến chào các bác nhá. Trong video vào chiều ngày hôm nay là ngày thứ ngày chủ nhật ạ, ngày 18 âm lịch rồi, tháng Chạp năm Quý Mão. Hoàng Giao Đô rất hân hạnh được phục vụ bác khách đến từ huyện Giao Thủy, Nam Định, tỉnh Nam Định ạ. Bác có liên hệ và đặt của Hoàng Giao Đô đó là một chiếc đài của hãng Aiwa, model là VK1 các bác nhá. Nói đến thương hiệu của Aiwa thì đây là những cái thương hiệu một trong cũng những cái hãng đến từ đất nước Nhật Bản các bác nhá. Đây là đài ba cục, size khá lớn ạ. Đấy, Hoàng Gia có thể ước chừng cho các bác một hàng đài ba găng tay, tức là hơn 60 cm các bác nhá, chiều ngang ạ, chiều cao này khoảng 25 cm các bác nhá. Loa khá lớn ạ và đài này rất đẹp luôn và chạy hoàn hảo tất cả các chức năng các bác nhá. Nói đến Aiwa thì người ta không chuộng như Sharp, may là của thương hiệu Sharp, nhưng chính vì thế thì giá của Aiwa thì nó cũng rẻ hơn của Sharp rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không nên xem thường cái vấn đề là rẻ hay đắt, mà chúng ta hãy nghe bằng đôi tai của chúng ta và hãy cảm nhận bằng đôi tai. Và cũng như là về hình thức thiết kế của đài Aiwa này, nó cũng thiết kế rất là bắt mắt. Và đặc trưng là dòng Aiwa này nó có thể chơi được đa thể loại nhạc. Đa thể loại nhạc đây mà Hoàng Gia mong, tức là ý Hoàng Gia nói đến đó là gì ạ? Kể cả nhạc trước đời năm và nhạc sau năm 70 năm nha các anh nhá. Tức là những cái dòng nhạc tiết tấu chậm, rồi kể cả những cái dòng nhạc tiết tấu nhanh. Thì ngày hôm nay Hoàng Gia xin phép được quay một video và cũng như là sẽ test cho các bác và cũng như là gửi bác khách ở Nam Định các bác nhá, Giao Thủy Nam Định ạ. Đó. Em sẽ quay hình thức cho các bác nhìn trước nhá. Đây là một con đài thực sự là cực kỳ xuất sắc các bác ạ. Xuất sắc ở đây thì Hoàng Gia xin giới thiệu các bác, tức là những cái chi tiết ở đây này, nó không bị rung rỉ các bác nhá. Ở đây nó hay mạ chrome này, nó hay bị rung rỉ. Đấy, còn này sáng bóng luôn, kể cả vành loa này. Đấy, sáng bóng luôn các bác nhá. Kể cả phần trên này nữa này. Đấy, có thể nhìn này. Đấy. Hầu như đài Aiwa thì đều có cái DSL nhá. Cái DSL này nó giống như kiểu lao lướt ạ. Lao lướt ạ, chúng ta có thể tăng cái tần số bass lên. Đấy. Có nhìn chi tiết này. Đấy. Chung là đẹp không tì vết luôn ạ. Rất đẹp luôn ạ. Gần như là đài mới, gần như chưa sử dụng luôn. Quá đẹp luôn. Chức năng lại hoạt động hoàn hảo nữa. Đèn nháy, đèn tia các bác nhá. Đài thì hoạt động cả tần số FM 108 luôn. Đấy, điện được 100V, đài ba cục các bác nhá, đài ba cục. Mặt trước của loa thì nó bằng nhựa nhá, nhưng mà phần bắt đầu từ phần điều chỉ này vào đây nó là gỗ các bác nhá. Đấy, loa nó sử dụng bằng loa gỗ. Đấy. Các bác có thể treo loa lên nhá. Đấy. Đài này thì gần như nó không sử dụng dây ra loa các bác nhá. Dây là nó sẽ sử dụng bằng hệ thống cài. Đấy, nên các bác nhìn là loa đằng sau bình thường là sẽ phải đấu dây đúng không ạ? Nhưng cái này nó sẽ không có dây. Bởi vì nó khi loa mình cài vào cái thân máy này là nó cái hai cái hèm ấy nó chính là âm dương rồi. Nó chính là cầu loa rồi. Trừ khi các bác tháo loa ra. Tháo loa ra chúng ta treo, nó sẽ có một cái móc treo đây. Treo này là của hãng làm nhá. Thì chúng ta mới đấu dây. Đấy, tại sao nó có sẽ có những cái lỗ đấu dây này để cho chúng ta đấu về đằng sau này ra nhá. Đấy. Chúng ta có thể đấu về đằng sau này. Đấy. Đằng sau này. À đây, cắm dây này các bác, nó cắm dây nhỏ các bác nhá. Đây, cắm dây nhỏ này các bác đúng này. Đây là anten. Đây là đấu anten các bác nhá. Để đấu anten. Loa đài thì có tất cả rất nhiều đầu ra các bác nhá, đầu cổng vào này. Chúng ta sẽ có cổng follow line in này. Tức là chúng ta có thể cắm được cả mâm than nhá. Và có thể cắm được cả tín hiệu TV, điện thoại, máy tính này. Có cả đường out này. Đấy, chúng ta có thể lấy tín hiệu out ra những cái âm ly này. Đấy. Có cả bỏ pin luôn nhá. Chạy điện 100V hoặc là chúng ta có thể sử dụng adapter. Adapter thì ở đây là hãng nó khuyến cáo là 13,5V các bác nhá. 13,5V các bác nhá. Các bác lưu ý ạ. Đấy. Ở đây người ta đã ghi rõ là 13,5V là chúng ta phải cắm adapter 13,5V các bác nhá. Đấy. Ở đây hình thức các bác, em sẽ quay cho các bác hình thức nha. Đài rất đẹp luôn ạ. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ test, mời các bác chúng ta cùng nghe nhá. Mời các bác chúng ta sẽ nghe các set trước nhá. Các set của chúng ta sẽ chuyển xuống đây. Gạt xuống dưới. Trên là radio này. Trên là line in, trên cùng là line in và đĩa than. Ở giữa là radio. Ở dưới là tape, là cổng các set ạ. Mời các bác nghe nhá, Modern Talking nhá. Đấy, các bác nghe cái tiếng bass này. Ba năng đầy đủ các bác nhá. Ba năng này, check này. DSL chính là bass các bác này. Đây chính là chỉnh bass các bác nhá. Đấy, chúng ta có thể nhả DSL ra.
phần tua là ok nhá, vì cái này là thực ra cũng đã dọn dẹp ngon lành hết rồi các bác nhá, về là chỉ dùng thôi. Đấy, cửa hai này, cửa A thì sẽ có cửa B các bác nhá, cửa B này sẽ có cả phần thu băng rec và phần play, phần nghe băng, còn riêng cửa A là chỉ có phần play thôi, không có thu. Các bác nhìn này, cửa A B nó sẽ có một cái núm đỏ để thu băng, còn cửa B A này sẽ không có nhá. Trước 7 năm hay sau 7 năm rất hay các bác ạ. Tiếng bass đập rất hay ạ. Rồi mời các bác nghe sẽ radio nhá. Áo cũng có thể gây ra rối loạn tiền đình và rối loạn tiền đình thì cũng có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn não và từ đó làm cho cái tình trạng mất nhịp nhịp trong mắt của bác phát sinh. À vâng ạ, thưa bác sĩ. FM con này, FM này nha, FM này. Đây các bác nghe FM nhá. Sử dụng đường bộ đang kiểm xe. Các sản phẩm đáp ứng được cả ba tiêu chí chính đó là hòa tiết, nó rất ấm các bạn em, tiếng ấm lắm, làm sạch cục máu đông và làm chậm đấy, quá trình thoái hóa não. Nét. Như vậy thì tình trạng mất ngủ choáng váng do rối loạn tiền đình của bác mới có thể cải thiện được lâu dài và triệt để. Hiện nay ở nước ta có 4 dữ liệu quý thành cơ chế 3 chân kiềng vững chắc đấy, đó chính là cao bạch quả, cao đinh lăng, Acinatokina và tăng bát ở đây ạ. Trong đó nao nớt, đó chính là nao nớt các bác nhá, sẽ có tác dụng làm tăng lưu lượng máu lên não, từ đó cải thiện tình trạng thiếu máu lên não. Acinatokinasa thì có tác hay lắm các con đài, nó không đáng bao tiền đâu nhưng mà nói về chất âm thì rất hay. Nó không thương hiệu, nó không được nhiều người chuộng như của sáp, nhưng mà nếu mà nói về biết cách nghe và cũng như là các bác cảm nhận ấy thì nó sẽ, nếu mà chơi cả những cái nhạc sau năm 75 ấy, cái tiếng bát của nó hơn sáp rất là nhiều. Những cái dòng sáp kia thì có thể nó thiên về nhạc cổ hơn, nó thiên về những cái trung âm hơn, còn với những dòng đài của Ai Hoa thì nó sẽ thiên thiên hơn là về cái phần là bass ạ. Nên tại sao nó có những cái con, nó có hệ chống DSL này, rồi nó có phần nao nớt ấy, chính là nao nớt ấy, để nó tăng cái phần bass lên để chúng ta nghe với những cái dòng nhạc sau năm 75 ạ. Thế còn tức là 7 năm thì nhạc trước năm 75 thì nó không lóc cóc, nó không leng keng như những dòng của sáp cổ. Nhưng mà nếu nói về nhạc sau năm 75 á, hoặc chơi đa thể loại nhạc ấy, thì những cái dòng này nó rất là phù hợp các bác nhá, nó rất là phù hợp với dòng đa thể loại nhạc, tức là nhạc trước 75 cũng chơi rất là hay, nhạc sau năm 75 cũng chơi rất là hay luôn ạ. Vâng ạ, và Hoàng Gia xin được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn lại các bác nhá. Chiếc đài này đã gửi về cho bác khách ở Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Cảm ơn bác rất là nhiều, bác đã ủng hộ của Hoàng Gia rất nhiều cái chương trình băng cối. Đấy, bác nào mà muốn làm chương trình băng cối của các xét thì liên hệ Hoàng Gia Audio nhá. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.